Theo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu quản lý thuế từ các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử là 1,98 triệu tỷ đồng. Số thuế đã nộp là 55.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và có thêm 26 nhà cung cấp nước ngoài mới đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam. Cơ quan thuế cũng xử lý 4.560 trường hợp vi phạm, truy thu và phạt gần 300 tỷ đồng. Trong đó có được kết quả này là nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành liên quan, doanh nghiệp sàn thương mại điện tử và các đơn vị cung cấp dịch vụ thuế điện tử. Kinh doanh trên sàn thương mại điện tử với doanh thu từ 100 triệu đồng một năm, các doanh nghiệp đã phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, nhiều cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ trên sàn thương mại điện tử vẫn mơ hồ và loay hoay, không biết hạch toán doanh thu để nộp thuế như thế nào. Hiện nay, phần mềm đồng bộ từ xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền cho khách hàng đến gửi dữ liệu hóa đơn trực tiếp cho cơ quan thuế được cho là giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp. Thông qua cái hệ thống phần mềm eShop đấy có thể kết nối với các sàn thương mại điện tử để mình thực hiện cái hoạt động về kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, kết nối với lại phần hóa đơn điện tử để cho các cái đơn vị cá nhân tổ chức kinh doanh đó có thể xuất hóa đơn trong một cái thời điểm rất nhiều các hóa đơn thì họ cũng có thể là không bị bỏ sót cũng như là không bị kê khai thiếu các cái hóa đơn của mình. Phía các sàn thương mại điện tử cũng có nhiều chính sách để hỗ trợ cũng như yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp những thông tin cần thiết, đảm bảo công tác thu thuế trên sàn thương mại điện tử được thực hiện minh bạch, chính xác. Đối với nền tảng TikTok thì ngay từ đầu thì chúng tôi đã yêu cầu là những nhà bán hàng là phải cung cấp mã số thuế. Chúng tôi cũng đã yêu cầu các cái đơn vị tham gia vào trong cái hệ thống ecosystem của TikTok Shop là khai báo các cái tài khoản ngân hàng nó trùng với là cái định danh của doanh nghiệp hoặc của cá nhân mà tham gia vào cung cấp dịch vụ. Bên cạnh nỗ lực khai thuế đúng và đủ của các doanh nghiệp, việc kết nối cơ sở dữ liệu từ các sàn thương mại điện tử đến Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan được đánh giá là việc làm quan trọng và cần tiếp tục được đẩy mạnh để công tác quản lý, giám sát, truy thu thuế được thực hiện một cách đầy đủ, chính xác. Và đến tại thời điểm này, những cái tổ chức cá nhân liên quan thì tôi nhớ là có 13 triệu tài khoản của tổ chức và 130 triệu tài khoản của cá nhân. Việc kết nối cơ sở dữ liệu đó nó phải từ các cơ quan quản lý chức năng, từ ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, rồi Bộ Công Thương, rồi Bộ Thông tin Truyền thông. Có được kết nối thông tin đó thì mới nắm bắt được cái hệ thống doanh thu, rồi lại là cái số lượng tiền về tài khoản vân. Thất thu thuế trên lĩnh vực thương mại điện tử sẽ là yếu tố nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe kinh tế quốc gia. Với sự chia sẻ dữ liệu của các bộ ngành, thì đến nay, ngành thuế đã kiểm soát được hơn 8 tỷ lượt giao dịch thương mại điện tử với giá trị gần 72.000 tỷ đồng.